Ê, chào tất cả anh em nha. Hôm nay em về được cục máy rất là đẹp nha anh em. Có luôn bình xăng con luôn. Này máy của Phil nha anh em. Đó, bình xăng nè anh em. Đẹp long lanh luôn. Em chưa có kỳ rửa gì hết. Nguyên bản. Đó. Đẹp nha anh em. Không đẹp mà không tính tiền nha. Đó. Đây. Quay về bên đây rồi cho anh em xem ha. Này có nắp băng cá rồi luôn nha anh em, đầy đủ ha. Giờ đạp cần số luôn, cần số và nắp băng cá luôn. Máy này anh em về cháo chế lấy đồ ráp cho máy khác thì rất là ngon ha. Tại vì máy móc mà nguyên zin nha anh em. Đó, quay cho anh em xem gì đó, cái máy móc là zin nha. Máy này được sản xuất ở Trung Quốc nhưng mà của hãng Honda nha anh em. Anh em nhìn Trung Quốc hay là cái gì đó anh em đã tự đánh giá nha. Này nước sơn này là anh em biết rồi. Cái này là còn rất là sáng nha anh em, tại em chưa có chùi rửa, mới về mới khui thùng ra luôn. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với em nha. 0917750779 Thế đây là một máy của FI nha anh em. Đây. Máy này mới giữ nè. Zin nguyên bản nha anh em, đầu nồi luôn. Cho anh em coi cái đầu nồi sáng bóc từng con ốc luôn. Ha, đem lên nét này. Đó. Khỏi bàn ha anh em. Máy rất là đẹp nha. Đó. Máy này máy FI nha anh em. Đây, quay cảm biến cho anh em coi ha. Đây. Đây cảm biến oxy nó nè. Đó. Đây là cảm biến oxy nè. Đó. Máy nguyên zin nè anh em. Nè anh em nhìn cục đề ha, sáng trưng. Rất là đẹp. Đó. Anh em nào cần gì thì liên hệ với em ha. Đó. Máy móc khỏi khỏi bàn mấy cái này đi ha. Anh em nhìn nước sơn nè. Nè. Gòn nè. Zin hết đây anh em. Đó. Đây, một con ốc nè. Sáng giới luôn nha, còn 7 màu luôn á. Đây. Mấy cái này là còn 7 màu đẹp hết nha anh em. Máy này rất là đẹp ha. Này lên máy anh em chạy khỏi bàn luôn. Khỏi chê. Bên em có tất cả các dòng cục máy luôn nha anh em. Máy mới, máy cũ, máy cúp, máy ghim, máy quay, máy phiêu rồi là em có hết nha. Máy rim là của Long Vin nha anh em. Đó. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với em. Số điện thoại là 0917750779 ha. Rồi, chào tất cả anh em ha. Đó, quay tổng thể cho anh em xem lần nữa nè. Đó, anh em thấy đẹp, chưa? Đó, em quay cái khoảng cách gần dữ lắm nha anh em. Nè, đây ngón tay em nè. Đó, rồi đụng luôn nè. Đẹp khỏi chê ha. Lọc lên. Cái con này cũng rất là đẹp luôn. Cái con này nè, tại cái đầu em chưa có rửa là ra nè. Cái này nè, anh em nhìn cái sơn của nó bên thật luôn. Rất là đẹp ha. Đây là bị chạy chút xíu thôi. Đây. Mình xem ha, cái đầu này thì còn rất là đẹp nha anh em, cả cục đề luôn cũng vậy luôn, có hoa xăng rồi tất cả đều mới hết á. Tại em chưa có chùi cái này anh em thấy là anh em biết cái dính dơ rồi ha, nó dính nhớt thôi, không có gì đâu, rửa một tháp còn là trắng tươi hết, trắng bóc luôn, đầu thì khỏi chê phải bàn gì hết ha. Đây để em lấy nét, anh em xem nè, đó, bóc là còn sáng giới nhưng mà nó vẫn bị đóng đen nè, anh em thấy không? Này là đóng bụi chứ không phải là chảy nhớt nha anh em. Em có khuôn gạo nha. Này rửa, em rửa một cái một là nó mới chát luôn. Khỏi có gì phải bàn ha. Đó.
anh em xem tham khảo nha. Được thì liên hệ với em. Này là có đủ bình xăng nha anh em. Xăng nè, giò đạp có luôn, đèn số có luôn. Đó là zin, anh em nhìn đèn số này của Trung Quốc sản xuất ha, nhưng mà anh em thấy tự đánh giá ha. Nhìn là biết của hãng Honda rồi, mình không cần thiết. Cái này còn mới lắm anh em, tại nó còn đóng, nó đóng vào cái chưa có chui ra đó. Rồi, chào anh em nha.